Chiều Châu xin chào các bạn. Trước mắt mọi người, đây là thành phố Đà Nẵng thân yêu cùng với bờ sông Hàn xinh đẹp. Bờ sông Hàn và nhảy múa là hai kỷ niệm gắn liền với Châu ngay từ những ngày còn bé. Lúc đó thì những điệu múa uyển chuyển có thể hớp hồn Châu đi. Khi thật sự hòa mình vào với niềm đam mê đó thì không còn gì sung sướng hơn thế. Và bé gái Chiều Châu ngày ấy đã không ngừng miệt mài với những bước nhảy đầu tiên như thế. Châu mong muốn được kể những câu chuyện thật hay, thật ý nghĩa qua những điệu múa của mình. Trưởng thành hơn qua những bước nhảy, Châu còn tự tìm được niềm vui trong cuộc sống qua những hoạt động hàng ngày. Và bạn bè là nơi mà Châu có thể mở lòng chia sẻ tình yêu mãnh liệt đó. Châu tin rằng với niềm tự hào cùng sự tự tin của một cô gái trẻ sẽ là nguồn năng lượng dồi dào cho vòng chung kết toàn quốc Hot Beating 2012. Hy vọng với những gì đã chuẩn bị, Châu sẽ kể thật trọn vẹn câu chuyện của mình trong phần thi sắp tới.